chóng sau sự kiện lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện của Mr. Đàm, cộng thêm những phát ngôn bừa bãi thách thức cộng đồng mạng, thì chúng ta có thể thấy những người từng rất thân quen với anh ta lần lượt nghỉ chơi và tẩy chay anh ta. Điển hình là Thanh Thảo thay Mạnh Thường Quân tát thẳng vào mặt Mr. Đàm. Thanh Thảo cạch mặt Mr. Đàm trong buổi họp mặt tại nhà Mr. Đàm bằng một bàn tay trời giáng dành cho anh ta. Theo đó, thì bên phía Mr. Đàm đã có đăng tải thông tin là có một buổi gặp mặt dành cho những người bạn thân của Mr. Đàm tại nhà riêng ở Mỹ và ở trong cái nhà biệt thự mà không biết tiền đâu mà anh ta mua. Cái nhà này có khả năng lỡ đâu đó chắc là quá trình vận động quyên góp của anh chàng này đã quyên góp tiền từ thiện và mua nhà, mua đất ở Mỹ và xe. Chứ thực sự mà nói, 15-20 năm đi ca hát của anh ta làm sao mà có số tài sản kinh khủng khiếp đến như vậy được. Quay trở lại cái câu chuyện chính về nội dung là Thanh Thảo trực tiếp cạch mặt Mr. Đàm và tặng cho Mr. Đàm một cái bạt tai. Vâng, qua các thông tin ngoài lề mà chúng tôi nhận được từ một vị khán giả về câu chuyện gặp gỡ những vị nghệ sĩ và những người bạn thân ở bên Mỹ sau khi Mr. Đàm qua Mỹ, và trong cái buổi tiệc đó đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất là lớn về vấn đề thái độ đạo đức của anh Mr. Đàm. Bởi vì sao nó có cuộc tranh luận này? Như chúng ta đã biết, Thanh Thảo cũng là người Việt, cũng là một người chúng ta có khả năng là yêu mến và có cảm tình với cô ca sĩ này. Bởi vì những cái câu chuyện mà ở trong giới nghệ sĩ xảy ra lùm xùm về việc ăn chặn tiền từ thiện, thì đâu đó những ca sĩ hải ngoại mà có lòng hướng về người dân đất Việt đều có những cái tin tức cập nhật những vụ kiện tụng từ thiện. Trong đó Mr. Đàm là nổi trội nhất, sau khi qua đó thì có khả năng những cuộc cãi vã hay là những cái gọi là đối chất chất vấn Mr. Đàm xảy ra. Mà cái bản tính của cô ca sĩ Thanh Thảo, như quý vị cũng đã biết, rất là nóng tính, người rất là bộc trực, cho nên cái khả năng việc xảy ra ăn cái bạt tai của ca sĩ Thanh Thảo đối với Mr. Đàm là khả năng xảy ra rất cao, xảy ra trong cuộc gặp mặt đó. Vâng, chúng ta cùng bàn luận về cái câu chuyện mà một người trong buổi tiệc cung cấp sự việc nó bắt đầu như thế này. Chúng ta đều biết đó là tại nhà Mr. Đàm và buổi tiệc do Mr. Đàm tổ chức để mời những người bạn thân là người Việt Nam sinh sống tại Mỹ và những ca nghệ sĩ. Nhưng chúng ta biết những người bạn thân, và có nghĩa là Thanh Thảo là một trong những người bạn thân Mr. Đàm. Nhưng mà giữa hai con người Việt Nam máu đỏ da vàng với nhau lại xảy ra một cái sự xích mích về vấn đề lùm xùm tiền từ thiện. Và đâu đó là rõ ràng Mr. Đàm này có dấu hiệu của sự lươn lẹo và cái quá trình giải ngân số tiền của anh ta nó hợp lý mà không thỏa đáng. Tới ngày hôm nay thì Bộ Công an cũng đang vào cuộc điều tra, hoặc có thể là một sự tranh cãi nảy lửa nào đó mới khiến cho chị Thanh Thảo, một người tương đối nóng tính, và câu chuyện này tại sao nó lại xảy ra. Và chúng ta đặt ra rất nhiều cái giả thuyết dẫn đến cái câu chuyện xảy ra xích mích như thế này. Bởi vì biết đâu đó trong tất cả những Mạnh Thường Quân mà gửi tiền cho Mr. Đàm là những người hâm mộ của nữ ca sĩ Thanh Thảo thì sao? Và người ta nhờ Thanh Thảo đối chất cùng với Mr. Đàm thì sao? Rồi sau đó đối chất thì cũng đã xảy ra những lời từ chối, và cái tính cách của Mr. Đàm là luôn cố chấp và cao ngạo, ngạo mạn. Với bản chất của Thanh Thảo, cái việc mà xảy ra là cái vấn đề cãi vã và có khả năng là ăn cái bạt tai là điều để cho Mr. Đàm nhận được cái giá trị đó. Và song song trong câu chuyện đó, nó có một vấn đề nữa là tại sao Mr. Đàm lại qua Mỹ để rồi hợp tác và ký hợp đồng để biểu diễn với người vợ cũ là một bà bầu xô. Và như vậy thì chúng ta thấy Mr. Đàm đi trong vấn đề này là giải cứu bản thân, chứ không phải là để đi về các mục tiêu biểu diễn. Đây gọi là một sự âm mưu đã có tính toán từ trước và một cái mưu tính của những người thân thiết với Mr. Đàm. Rồi qua bên Mỹ thì như chúng ta đã biết, Mạnh Thường Quân hải ngoại cũng rất là nhiều Mạnh Thường Quân. Những người hâm mộ nghệ sĩ biết đâu hâm mộ Thanh Thảo, rồi hâm mộ một số nghệ sĩ ca sĩ khác, nhưng qua đó thì gửi tiền về cho Mr. Đàm làm từ thiện. Câu chuyện nó không minh bạch đến ngày hôm nay, đến những Mạnh Thường Quân đang truy lùng trong bộ biểu diễn hoặc là những cái show diễn của Mr. Đàm tại địa chỉ nào đó ở bên những bang Cali hoặc là Texas của Mỹ để gặp Mr. Đàm chất vấn vì cái câu chuyện xảy ra ẩu đả và sự nóng tính của Thanh Thảo là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Cho dù đây không phải là một cuộc đấu tố mạnh mẽ giữa hai người bạn, nhưng mà ở đâu đó đã xảy ra một cái bạt tai nảy lửa dành cho Mr. Đàm. Thưa quý vị cũng đã biết cái thái độ căng thẳng trong câu chuyện này.
Có thể bên phía chị Thanh Thảo, chị hỏi về vấn đề lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện, hay là các vấn đề hỏi một câu, hỏi chơi là Hương ơi, em có ăn chặn tiền từ thiện hay không? Chẳng hạn như vậy thì với cái tính chất bản chất ngạo mạn và gian dối của Mr. Đàm thì có khả năng là lớn tiếng với Thanh Thảo để xảy ra vụ việc đó. Và đó là Thanh Thảo bức xúc để phát trên Mr. Đàm và một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nói về các bản chất fan hâm mộ thì quý vị mới biết ai là những người vận động, ai là người gửi tiền về cho miền Trung yêu thương cho nước Việt Nam, yêu thương tới nước ngoài khi thấy những hoàn cảnh khốn khổ, đó là những mạnh thường quân. Những người mạnh thường quân có tinh thần gốc gác Việt Nam chứ không phải là tự nhiên một người mà gửi tiền mặt, và ở đây là có một mối liên hệ đường dây, mối nhợ gì đó, và những người Việt Nam với những người Việt Nam và có thể là Thanh Thảo thay lời mạnh thường quân ở đó để hỏi tốt nhất từ Đàm về vấn đề là cái câu chuyện nó không dừng lại tại đó mà đã xảy ra như vậy rồi. Thì buộc là Mr. Đàm làm sao đó một ngày, hai ngày hoặc thời gian còn có ở bên Mỹ phải chứng minh rõ điều này. Khi ở bên Việt Nam thì không ai vào cuộc để điều tra, ở bên Mỹ thì người ta cùng vào cuộc để điều tra cái nghĩa tình Mr. Đàm có đáp ứng được nhu cầu của người ta đang mượn của Mr. Đàm để làm từ thiện cho người dân Việt Nam hay không. Và rõ ràng bất cứ một người Việt Nam nào ở Mỹ mà đã từng gửi tiền cho Mr. Đàm, họ đều muốn biết một điều cơ bản là cái số tiền của tôi đã được Mr. Đàm giải ngân hay chưa và giải ngân như thế nào. Vâng, câu chuyện càng ngày nó càng cho chúng ta suy nghĩ và luận bàn thì nó rất là dài. Về cái Mr. Đàm ở Việt Nam thì cũng mất đi cái danh dự và cái tầm của mình trên sân khấu rồi. Và trong giới showbiz đã làm mất lòng tin đối với công chúng mà đã mất lòng tin với công chúng là những quyền riêng tư cá nhân của anh ta. Lại xảy ra cái vụ ly dị rồi kiện tụng tất cả thì cái đó ai làm kiện tụng, ai ly dị thì chỉ có những người Mỹ biết. Vậy thì cái câu chuyện mà nó xảy ra như thế nào? Bây giờ tự hỏi những người bạn thân của Mr. Đàm ở bên Mỹ. Còn có đủ mặt mũi để đi chơi với Mr. Đàm nữa hay không? Nếu như những người đó mà chơi với Mr. Đàm và bỏ chơi Mr. Đàm về tội lỗi khác là đồng phạm, bởi vì đất nước tự do nhưng đâu có được nước tự do có cá tính. Tôi vào vai các ca sĩ diễn rất là cao, không ai dám chơi với một kẻ tội phạm. Nói thẳng là như vậy, dù người thân trong nhà cũng vậy, mà huống chi Mr. Đàm lại bị tẩy chay mạnh mẽ tại Việt Nam. Mà qua bên đó thì những người mà nghệ sĩ chân chính có khả năng là không trở lại, không chơi lại với Mr. Đàm nữa, và rõ ràng trong vụ việc này có khả năng bên phía Thanh Thảo chủ động rồi cạch mặt Mr. Đàm để thể hiện một quan điểm rõ ràng đó là người tốt, ca sĩ tốt, và những thành phần ca sĩ, nhạc sĩ hoặc là những tác giả của một bài hát, một bài tốt không giao du, giao tiếp với những thành phần xấu. Và tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ khác người ta qua Mỹ lập gia đình và định cư tại Mỹ luôn, mà chỉ có Mr. Đàm là một con người tận dụng cơ hội để có thể một người vợ gọi là lớn hơn mình cả con giáp để làm gì? Mục tiêu là kiếm cái thẻ xanh quốc tịch Mỹ thôi, chứ không phải là người sinh sống bên đất Mỹ. Cái thứ hai là Mr. Đàm là ai? Là một con người luôn cao ngạo, đứng trên đầu tất cả những ca sĩ khác. Cho nên cái câu chuyện mà qua bên Mỹ nó không phải là người ta ưu ái như những ca sĩ hải ngoại về nước đâu. Mà đây là ca sĩ từ Việt Nam qua bên nước ngoài để biểu diễn theo show. Ký theo hợp đồng, thực sự Mr. Đàm không được hoan nghênh tại Hoa Kỳ, không được hoan nghênh tại những nơi cộng đồng người Việt. Chẳng qua là vì cái sự của một bầu show nào đó thôi, chứ không có tiếng nói gì lớn ở bên đó đâu. Nhưng mà với điều kiện anh ấy tốt thì người ta mới tiếp cận anh ấy. Bây giờ anh ấy quá xấu như vậy, qua bên đó tự hỏi ai tiếp nhận đây. Rõ ràng lúc này dường như Mr. Đàm đang diễn tới vụ việc Bộ Công an vào cuộc điều tra vấn đề lùm xùm tiền từ thiện. Và khán giả đều đã biết điều đó, và tất cả những quý khán thính giả ở hải ngoại đều biết điều đó, đang dính phải lùm xùm sao kê tiền từ thiện. Và dù có hay không, lúc này anh cũng đã bán tháo hết tất cả tài sản ở Việt Nam để đi qua bên Mỹ. Và quý vị nhìn vào cái câu chuyện này thì quý vị có thấy một cái sự trốn tránh. Thực sự nó trốn tránh là nó đã rõ rồi, tức là pháp luật không cần phải lên tiếng. Người dân người ta cũng đã biết được ý đồ mưu đồ của nó rồi. Nhưng cái đó Mr. Đàm nó rất là nhục mặt. Thực sự nó nói như mình là một cái anh hùng, đại ca gì đó, nhưng mà cặp mặt Việt nó chui rúc và nhục mặt. Thật sự ở đây không đáng là một con người như thằng này, nên tốt hơn hết là tẩy chay nó tốt hơn, tốt nhất. Vâng, quay trở lại với câu chuyện mà Thanh Thảo cạch mặt Mr. Đàm tại nhà riêng của Mr. Đàm và một bàn tay 5 ngón in dấu vào mặt của Mr. Đàm. Thì theo những luận cứ, những phân tích khả năng, Thanh Thảo đang xác định vị trí với Mr. Đàm.
Có một cái câu ông bà ta nói ngày xưa, cá mè thì cùng một lứa, người xấu thì không thể chung với người tốt được. Thành ra ca sĩ Thanh Thảo đã gióng lên một tiếng nói của lòng chân thật. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng là người Việt. Tất cả những ca nghệ sĩ ở nước ngoài, ngoại trừ những thành phần mà bị ấu trĩ về tư tưởng thì cái câu chuyện đó thì chúng ta không có bàn. Vâng thưa quý vị, tất cả những người Việt Nam đều yêu quý cái cách hành xử của chị Thanh Thảo trong cái câu chuyện cạch mặt tên Mr. Đàm về vụ việc tỏ rõ thái độ là cá mè không thể chung một lứa. Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.